Ung thư vú là một căn bệnh vô cùng nguy hiểm, phòng ngừa là một vấn đề quan trọng cần thực hiện để giảm nguy cơ mắc bệnh. Dưới đây là một số phương pháp giúp phòng ngừa ung thư vú hiệu quả. 1. Duy trì cân nặng hợp lý. Thừa cân hoặc béo phì, đặc biệt sau mãn kinh, có thể làm tăng nguy cơ ung thư vú. Duy trì cân nặng hợp lý thông qua chế độ ăn uống cân đối và luyện tập thể dục đều đặn. 2. Tập thể dục đều đặn. Hoạt động thể chất giúp duy trì cân nặng và giảm nguy cơ ung thư vú. Cần duy trì tập luyện ít nhất 30 phút mỗi ngày. 3. Chế độ ăn uống lành mạnh. Ăn nhiều trái cây, rau, ngũ cốc nguyên hạt và protein Hạn chế tiêu thụ rượu bia và các thực phẩm chế biến sẵn, dầu chất béo. 4. Hạn chế tiêu thụ rượu. Uống rượu có liên quan đến tăng nguy cơ ung thư vú. Nếu uống rượu, hãy hạn chế ở mức tối đa 1 ly mỗi ngày. 5 kiểm tra sức khỏe định kỳ. Tự kiểm tra vú hàng tháng và tham gia các chương trình sàng lọc như chụp x quang tuyến vú, mammogram để phát hiện sớm bất kỳ thay đổi nào. 6. Tránh hóc môn thay thế. Sử dụng hóc môn thay thế trong thời gian dài có thể làm tăng nguy cơ ung thư vú. Nếu cần thiết, hãy thảo luận với bác sĩ để sử dụng ở liều thấp nhất và trong thời gian ngắn nhất. 7. Cho con bú. Cho con bú, đặc biệt là trong thời gian dài, có thể giúp giảm nguy cơ ung thư vú. 8. Tránh phơi nhiễm bức xạ và ô nhiễm môi trường. Hạn chế phơi nhiễm bức xạ từ các xét nghiệm y tế không cần thiết và tránh tiếp xúc với các chất gây ô nhiễm môi trường. 9. Hiểu rõ tiền sử gia đình. Nếu có người thân trong gia đình mắc ung thư vú, hãy thảo luận với bác sĩ về việc kiểm tra di truyền và các biện pháp phòng ngừa bổ sung. 10. Chế độ sinh hoạt lành mạnh. Cần giữ tinh thần thoải mái giảm căng thẳng và duy trì một lối sống lành mạnh, cân đối. Chúc bà con nhiều sức khỏe. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh Sức khỏe 60 giây để không bỏ lỡ bất kỳ video mới nào. Hãy cùng chúng tôi xây dựng một cộng đồng mạnh khỏe và tràn đầy năng lượng.